Ấy sư Tư, để phải chào, chào đó. Phải chào thử đi. Thôi bắt tay nhau cái. Mình chào làm quen thôi. Hello bạn. Hello Rồi, mẫu chúng ta là khỏe không? Em thấy là làm cái gì vậy? Bảo mẫu tâm hương đi nhận lời chơi xong. Người ta tưởng là tình thương bến hương là bay lại ôm ấp đồ là. Rồi, không muốn thử lại, không muốn thử lại. Rồi, chống đôi tay đi. Cô là nhanh lắm. Cô này trông người gầy gầy này thôi, mình nhanh hơn một cô Trâm này. Mấy bạn nào mà qua đội của cô mình là mấy bạn nó nằm trong tốc nguy hiểm đó. Cứ việc thoải mái đi mấy con. Trời ơi, đừng nghe lời cô Trâm nói. Cam đi. Áo cao, hay ha. Chọn hay hơn. Con trẻ em. Đẹp trai hơn đây. Đã bảo là ưu tiên rồi, nào để im chân lại. Cho mượn con rể đi xíu đi. Bảo ra. Con rể đi xíu đi. Bảo là ưu tiên cho khách mời. Con rể. Ai nữa. Nào. Đợi chữa. 3, 2, 1. Để hiểu rõ luật chơi và cách chơi an toàn, hai đội trưởng sẽ thử sức trước. Cố lên. Chỉ là những phút đầu mà sức mạnh và sự khéo léo của bảo mẫu Hồ Bích Trâm đã được thể hiện rõ nét. Liệu đội trưởng Khổng Tú Quỳnh có giải pháp nào trước khó khăn này không? Hay quá. Bích Trâm. Ông sắc nha. Trời đội trưởng kia, trời ơi. Rồi, ok.